Nguyễn Công Phượng là một trong nhóm tuyển thủ hội quân sớm cùng tuyển Việt Nam vào ngày 13 tháng 3. Tuy không thi đấu thường xuyên tại Nhật Bản nhưng tiền đạo gốc Nghệ An tự tin sẽ bắt kịp những đồng đội tuyển quốc gia trong đợt chuẩn bị lực lượng chạm trán tuyển Indonesia. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam mất nhiều trụ cột vì chấn thương trước màn tái đấu Indonesia ở vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên Philippe Jouzier đã có một quyết định bất ngờ khi triệu tập tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Từ khi sang Nhật Bản chơi bóng cho câu lạc bộ Yokohama đầu năm 2023, Công Phượng không thể cạnh tranh một suất thi đấu ở G-League 1. Sau khi đội bóng này xuống hạng, cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa có dịp được đăng ký vào danh sách thi đấu. Gần nhất, Phượng chỉ có 2 phút thi đấu cho Yokohama tại Cúp Quốc gia Nhật Bản 2023 khi được tung vào sân ở thời gian bù giờ cuối trận. Phong độ không ổn định khiến Công Phượng bị huấn luyện viên Jouzier gạt tên khỏi tuyển Việt Nam tham dự các trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023, mất suất thi đấu ở ASEAN Cup 2023. Lần cuối Phượng ghi bàn cho tuyển quốc gia là trong trận giao hữu tuyển Việt Nam thắng Palestine với tỷ số 2-0. Trong lần hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị tái đấu tuyển Indonesia, Công Phượng nói, được gọi lên đội tuyển là niềm hạnh phúc, vinh dự đối với tất cả cầu thủ. Bản thân tôi sẽ nỗ lực hết sức mình. Ở Nhật Bản, tôi không được thi đấu thường xuyên nhưng đó không phải là khoảng thời gian khó khăn với tôi. Nhật Bản là môi trường rất phát triển và tôi học được nhiều điều từ đó. Cầu thủ thuộc khóa một lò Hoàng Anh Gia Lai cho rằng, không một cầu thủ nào chắc suất lên tuyển nếu không có phong độ tốt hoặc phù hợp với chiến thuật thi đấu. Huấn luyện viên đã nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định tuyển chọn cầu thủ. Vì vậy, việc tôi được triệu tập không hẳn là bất ngờ. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2024, huấn luyện viên Jouzier đã dành thời gian sang Nhật Bản theo dõi Công Phượng thi đấu, tập luyện. Tiền đạo sinh năm 1995 nhận xét, huấn luyện viên Jouzier biết cách tập luyện của câu lạc bộ, qua đó đánh giá dựa trên những tiêu chí của thầy. Ở Nhật Bản, tôi cũng tập luyện với cường độ rất cao và có các trận đấu giao hữu của câu lạc bộ. Khi được hỏi về đối thủ Indonesia, Công Phượng cho rằng tuyển Việt Nam cần nhìn nhận và phân tích đối thủ kỹ lưỡng để tìm đấu pháp hợp lý, qua đó giành chiến thắng. Tôi cũng như các đồng đội sẽ quyết tâm giúp tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại 3 World Cup 2026, Phượng nhấn mạnh. Tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân tập luyện tại Hà Nội từ ngày 13 tháng 3 và sẽ di chuyển sân Indonesia vào ngày 19 tháng 3. Theo kế hoạch, ngày 21 tháng 3, tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Indonesia và trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đối thủ này vào ngày 26 tháng 3.